Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Thì hôm nay em Long Bùi sẽ lên một clip về vấn đề sửa đàn ha. Thì nghỉ một thời gian cả một tuần nay không lên clip cho mọi người. Em Long Bùi vờ vơ đã cho các con được chơi cái mấy ngày cuối của hè đã chuẩn bị vào năm học. Thì thật sự là không lên được clip gì cho mọi người luôn. Thì bây giờ lại bước vào làm việc lại đầu tuần. Thì nhận rất là nhiều cây đàn của những người anh, những người chú ở xa gửi đến, cũng như là những người ở Bình Thạnh này, ở Gò Vấp này, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức đó, làm những cây đàn rất là nặng mọi người. Ví dụ như đây, đây là cây Takamine cho một người anh, và bên đây là cây Godin, cây Taka tí nữa, cây Godin, đây là cây Godin ha. Nhiều việc quá cái đầu óc nó cứ là đây là cây Godin, đó, cây Godin của một người anh bị bung ngựa, và cây này mình sẽ hoàn thành lại thì cho mọi người nha, mọi người chờ đợi xem những cái cây này nha. Cái này cực kỳ là chất lượng như thế này. Đây là cây Taka, anh An. Đó, mọi người chờ đợi nha. Đây là cây Godon. Cái này bị nứt mặt ha, cái này cũng sẽ xử lý và sơn lại. Cho thùng đó ra đi. Bây giờ mình sẽ Long Bùi sẽ hết và một người thợ hiện tại thì kéo ra chứ quá nhiều đàn, cho nên Long Bùi sẽ khâu này. Long Bùi hôm nay sẽ giao cho một người thợ chuyên kết thơm những cái đàn cao cấp, với mình sẽ làm cho mọi người cùng với một cái cây đây là cây của anh Phúc, thầy phím MVB12. Đây là anh Phúc, anh này ở bên ở Gò Vấp này. Anh Phúc, cây này cây Yari, cây này âm thanh rất hay nhưng mà dàn phím nó bị mòn hết, mình sẽ thay cái dàn phím của Đức, và vệ sinh lại cái đàn cũng như canh chỉnh mọi thứ trên cái đàn này hết lại cho anh ha, cho nó hoàn thiện. Đó, đây là cái dàn phím này, dàn phím nó bị mòn, bị tê hết cả cái dàn phím đó. Ví dụ như đây là đẩy ra luôn cái thùng, cái cửa mở cửa ra luôn, hiểu không? Đây là những cái thùng mình đóng hàng sỉ đi, rất nhiều việc để mình làm thì, nhưng mà vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhất những cái gì mà của những anh em khách hàng lẻ cũng như là sửa chữa mang tới cho mình, thì em Long Bùi sẽ trực tiếp đứng ra hoàn thành mọi thứ. Còn vấn đề mà về ví dụ thay phím, thẩm cần, bung ngựa thì sẽ có một cái người thợ, một người chú làm thợ thích thơm cho Long Bùi đó, thì sẽ dành riêng ra để làm những cái cây cao cấp như thế này cho mọi người, để mọi người an tâm ha. Rồi, hy vọng mọi người sẽ chờ đợi clip của em mở hết luôn. Hy vọng mọi người sẽ chờ đợi clip của em Long Bùi nha. Bây giờ cũng đã là 12 giờ trưa rồi nhưng vẫn tranh thủ để làm cho mọi người. Tại vì nhiều khi bây giờ mà Long Bùi có nhiều lúc bận quá không quay thì mọi người cũng sẽ không biết được quá trình làm việc của bên cơ sở sản xuất đàn guitar Long, làm việc của bên Long Bùi ha. Ok, xin chào tất cả mọi người.